ta sẽ học bài chức năng bơm máu của tim. Mục tiêu của bài ngày hôm nay sẽ gồm có 5 phần. Thứ nhất là mô tả các giai đoạn của chu truyền tim. Thứ hai, giải thích cơ chế của bộ tuyến tim. Thứ ba là mô tả mối liên quan giữa các thành phần như áp suất, thể tích các buồng tim, áp suất động mạch chủ, tuyến tim, điện tâm đồ trong một chu truyền tim. Thứ tư là định nghĩa cung đường tim. Và thứ năm là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cung đường tim. Thì chu truyền tim được định nghĩa là khoảng thời gian từ cuối kỳ co thắt này cho đến cuối kỳ co thắt kế tiếp, tức có nghĩa là trọn vẹn một cái khoảng thời gian kể từ khi tim co bóp để máu đi cho đến lúc tim rút máu về. Thì trong chu truyền tim sẽ gồm có hai giai đoạn, thứ nhất là tâm thu là tim co bóp để máu đi, và thứ hai là tâm trương là tim thư giãn để hút máu về. Thì ở thì tâm thu chúng ta sẽ có hai giai đoạn nhỏ, đó là tâm nhị thu và tâm thất thu. Ở thì trong tâm trương thì chủ yếu là chú ý đến tâm thất trương. Thì trong tâm thất trương sẽ gồm có hai giai đoạn, đó là giai đoạn giãn đồng thể kích và thứ hai đó là giai đoạn tim hút máu về. Về thu nhĩ thì thu nhĩ kéo dài 0,2 giây. Thì ở cái giai đoạn này là tâm nhĩ sẽ co bóp để đẩy máu xuống dưới tâm thất. Thì trước đây chúng ta hay nghĩ là máu từ đâu thất có là do nhĩ đẩy xuống, thì như vậy là phải đẩy được 100%. Tuy nhiên trên thực tế tâm nhĩ chỉ co thắt đẩy máu xuống 30% tổng lượng máu mà thất có. Và khi 30% lượng máu này đẩy xuống, dội xuống cột máu ở thành thất bên dưới, nó sẽ tạo nên một cái âm thanh, đó là tiếng tim thứ tư trên tâm thanh đồ. Thì cái cơ chế này tựa như một bức tường mà chúng ta dùng một cái ly, một cái xô nước dội cái lượng nước đó vào trong bức tường, thì chúng ta sẽ nghe âm thanh. Thì cơ chế của tiếng tim thứ tư tương tự như vậy. Thì giai đoạn thu nhĩ này nó sẽ bắt đầu xảy ra ngay sau sóng B trên điện tâm đồ. Thì như chúng ta biết sóng B là sóng khử cực của tâm nhĩ, như vậy sau khi khử cực rồi thì mới có lực để co bóp để máu đi, do đó là cái giai đoạn thu nhĩ này nó sẽ bắt đầu xảy ra sau sóng B trên điện tâm đồ. Ở giai đoạn thu thất kéo dài 0,3 giây, tính từ lúc đóng van nhĩ thất cho đến lúc đóng van bán nguyệt. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy sau khi kết thúc giai đoạn thu nhĩ thì van nhĩ thất này sẽ đóng lại, thì van nhĩ thất đóng nó sẽ là giai đoạn kết thúc giai đoạn thu nhĩ và nó sẽ là bắt đầu của giai đoạn thu thất. Như vậy đối với tất cả các khái niệm của chu truyền tim về sau thì hãy một cái thời điểm mà kết thúc giai đoạn này thì chính thời điểm đó nó sẽ là mở ra của cái giai đoạn kế tiếp. Vậy thì đầu của giai đoạn thu thất là van nhĩ thất đóng lại, tâm thất sẽ co để đẩy máu đi ra khỏi thất, đi qua van các van bán nguyệt. Thì sau khi đẩy máu ra khỏi van bán nguyệt xong, kết thúc giai đoạn này van bán nguyệt sẽ đóng lại, thì nó sẽ kết thúc của giai đoạn thu thất. Do đó giai đoạn thu thất được tính từ lúc đóng van nhĩ thất cho đến lúc đóng van bán nguyệt. Thì trong giai đoạn thu thất chúng ta sẽ có hai giai đoạn nhỏ, đó là thời kỳ căng tâm thất hay còn gọi là pha co đồng thể kích, hoặc có một cái tên khác đó là co cơ đẳng trường. Đẳng trường, đẳng là giữ nguyên, trường là chiều dài, cho nên ở cái giai đoạn này là chiều dài cơ tim không đổi. Và giai đoạn thứ hai đó là thời kỳ bơm máu ra ngoài hay còn gọi là pha co cơ đẳng trường. Trường ở đây là trương lực. Thì để cho dễ nhớ, ở thời kỳ căng tâm thất chúng ta biết là giai đoạn thu thất là thất cần phải có sức mạnh, phải có lực để mà co bóp đẩy máu đi ra khỏi thất. Thì như vậy để mà tạo được cái áp lực bên trong của thất thì nó cần phải có một giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn căng lên, tức là gồng lên để tạo áp lực. Thì ở giai đoạn này tâm thất chỉ mới gồng lên thôi, chưa thực sự là co thắt để đẩy máu đi. Chính vì thế mà chiều dài của cơ tim không đổi, và chính vì chưa có đẩy được máu ra ngoài cho nên ở giai đoạn này là giai đoạn co đồng thể tích. Thì thời kỳ căng tâm thất kéo dài 0,05 giây, đầu thời kỳ này là van nhĩ thất đóng lại, chúng ta nghe được tiếng tim T1. Ở giai đoạn này thất là một buồng kính, bởi vì van nhĩ thất vừa đóng và van bán nguyệt chưa kịp mở ra nên giai đoạn này tâm thất nó là một buồng kính, và mục đích cái tâm thất đóng kính này là để cho nó gồng lên, nó căng lên để tạo nên một cái áp suất lớn bên trong của tâm thất. Thì lúc này áp suất trong thất nó sẽ tăng rất là nhanh và chiều dài thì không thay đổi, đỉnh của nó sẽ xuất hiện ở đỉnh sóng R trên điện tâm đồ, tức là tương ứng với cái thời kỳ khử cực của thất. Sau khi mà áp suất trong tâm thất đủ cao là như thế nào, tức là nếu như mà là thất phải thì áp suất trong tâm thất phải nó phải lớn hơn áp suất của động mạch phổi bên ngoài, nếu như là thất trái thì áp suất của thất trái sẽ lớn hơn động mạch chủ ở bên ngoài, tương ứng với các con số như áp suất của động mạch phổi là 10 mm thủy ngân, áp suất của động mạch chủ là 80 mm thủy ngân. Thì như vậy là khi áp suất đủ cao hơn áp suất của động mạch bên ngoài thì lúc này van bán nguyệt được mở ra để khởi đầu của cái thời kỳ bơm máu ra ngoài. Thì giai đoạn bơm máu ra ngoài sẽ diễn ra hai quá trình, đó là giai đoạn tim bơm máu nhanh và thứ hai là giai đoạn tim bơm máu chậm. Ở giai đoạn tim bơm máu nhanh thì khi áp suất trong tâm thất đang thật sự cao, van nhĩ bán nguyệt vừa mở ra, như vậy là dưới một cái áp lực cao như thế nó sẽ đẩy máu ra một cách ồ ạt. Thì ở giai đoạn này nó chiếm 1/3 thời gian bơm máu và bơm được 70% của thể tích tâm thu. Cuối của giai đoạn bơm máu nhanh chúng ta ghi nhận được sóng T trên điện tâm đồ. Sau khi máu đã được chảy ra phần lớn và áp suất trong tâm thất bắt đầu giảm từ từ thì giai đoạn máu nó sẽ được chảy ra chậm chạp hơn, thì nó sẽ là ở giai đoạn tim bơm máu chậm. Thì ở giai đoạn này sẽ chiếm 2/3 tổng thời gian bơm máu nhưng chỉ bơm được 30% thể tích tâm thu. Cho đến khi áp suất trong buồng tâm thất bắt đầu nhỏ hơn cái áp suất của các động mạch bên ngoài thì lúc này van bán nguyệt sẽ đóng lại và tạo ra tiếng tim T2. Thì để đánh giá cái hiệu quả làm việc của tâm thu, chúng ta sẽ có cái khái niệm là thể tích tâm thu, đó chính là khối lượng mà máu tống ra từ mỗi tâm thất vào các động mạch trong kỳ tâm thu. Thì mỗi một kỳ tâm thu này sẽ bơm ra ngoài được 70-90 ml và nó còn lại khoảng 50 ml máu ở trong thất. Vậy nên tổng kết ở kỳ tâm thu chúng ta có những điểm cần nhớ như sau. Thứ nhất là thu nhĩ, thứ hai là thu thất. Ở thu nhĩ thời gian là 0,1 giây, mục đích là tâm nhĩ co bóp đẩy máu xuống thất, đẩy được 30% và nghe được tiếng tim thứ tư trên tâm thanh đồ xảy ra sau sóng B trên điện tâm đồ. Ở giai đoạn thu thất chúng ta sẽ có hai giai đoạn, căng tâm thất và bơm máu ra ngoài. Mục đích của căng tâm thất là để thất gồng lên tạo nên cái áp suất lớn. Đầu giai đoạn này là có van nhĩ thất đóng lại, ta nghe tiếng tim T1. Ở giai đoạn này tâm thất là một buồng kính và mục đích là để gồng tạo nên áp lực. Đến khi áp lực trong tâm thất lớn hơn áp lực của động mạch ở phía bên ngoài thì là van bán nguyệt sẽ mở ra, sẽ bước ra cái giai đoạn là bơm máu ra ngoài. Thì bơm máu ra ngoài sẽ có bơm máu ra ngoài nhanh và bơm máu ra ngoài chậm. Bơm máu ra ngoài nhanh sẽ bơm được 70% lượng máu và chiếm 1/3 thời gian. Bơm máu ra ngoài chậm bơm được 30% lượng máu và chiếm 2/3 thời gian. Cho đến khi áp suất trong buồng tâm thất nhỏ hơn áp suất của động mạch bên ngoài thì van bán nguyệt đóng lại, ta kết thúc của thời kỳ thu thất. Ở thời kỳ tâm trương thì thời kỳ tâm trương kéo dài 0,5 giây. Đầu thời kỳ này là van bán nguyệt đóng lại, tức có nghĩa là van bán nguyệt đóng lại kết thúc giai đoạn tâm thu thì nó sẽ là mở ra của giai đoạn tâm trương. Tương tự như giai đoạn tâm thu thất thì ở giai đoạn tâm trương cũng gồm có hai giai đoạn, đó là giai đoạn giãn đồng thể tích và thứ hai là giai đoạn tim hút máu về. Giai đoạn giãn đồng thể tích tương tự như là giai đoạn
co đồng thể tích, thì ở trong giai đoạn này tâm thất nó vẫn là một buồng kính, bởi vì van bán nguyệt vừa đóng và van nhị thất chưa kịp mở ra. Thì ở giai đoạn này tâm thất nó đóng kính, mục đích là để thư giãn tạo nên áp suất thấp. Đến khi áp suất trong tâm thất thấp hơn áp suất của tâm nhị, lúc này van nhị thất sẽ mở ra và chúng ta sẽ bước qua giai đoạn là tim hút máu về. Thì tương tự như bơm máu ra ngoài, tim hút máu về cũng có giai đoạn là hút máu về nhanh và giai đoạn hút máu về chậm. Hút máu về nhanh là nó sẽ hút được 70% lượng máu về thất, thì cái khối lượng 70% lượng máu về thất này nó sẽ dội xuống cái thành thất bên dưới, mình sẽ nghe được tiếng tim T3. Về cơ chế nó tương tự như là cơ chế để tạo nên tiếng tim T4, tuy nhiên ở T3 thì cái âm thanh mà chúng ta nghe được nó sẽ lớn hơn so với âm thanh của T4, vì ở đây là 70%, trong khi T4 chỉ là 30% lượng máu dội xuống cái thành thất bên dưới. Khi máu về trong tâm thất đủ nhiều thì lúc này áp suất trong tâm thất bắt đầu tăng dần lên và dẫn tới hậu quả là máu sẽ về chậm lại. Thì ở cái giai đoạn tim hút máu về chậm, nó sẽ trùng với giai đoạn của tâm thu nhĩ, tức có nghĩa là sau khi 70% lượng máu về thất thì ngay lập tức tâm nhĩ sẽ co bóp để đẩy nốt 30% lượng máu còn lại đi về thất. Như vậy chúng ta thấy là trong một khoảng thời gian tích tắc ngắn, tâm thất nó sẽ thu được 100% tổng lượng máu mà nó cần. Thì để đánh giá giai đoạn tâm trương, chúng ta có khái niệm đó là thể tích cuối tâm trương, tức là thể tích máu trong tâm thất thu được vào cuối kỳ tâm trương. Nếu xét về tổng thời gian của một chu chuyển tim thì chúng ta có là 0.5 giây. Tuy nhiên, ở thời kỳ tâm thu, lúc nãy chúng ta có là thu nhĩ là 0.1, thu thất là 0.3, vậy là tổng cộng thì tâm thu là 0.4. Ở thì tâm trương lại là 0.5. Như vậy nếu như cộng lại 0.4 cộng 0.5 là 0.9. Tuy nhiên, thật sự một thời gian của chu chuyển tim nó chỉ là 0.8, bởi vì cái giai đoạn thu nhĩ nó chồng vào cái giai đoạn tim hút máu về chậm. Chính vì thế mà được rút ngắn lại 0.1 giây. Tiếng tim, chúng ta có 4 tiếng tim. Tiếng tim T1 là van nhĩ thất nóng, tiếng tim T2 là van bán nguyệt nóng, tiếng tim T3 là do máu dội vào thành thất khi tim hút máu về, và tiếng tim T4 là do máu dội vào thành thất khi nhĩ thu đẩy máu xuống thất. Đây là cái biểu đồ để thể hiện về mối liên hệ giữa thể tích và áp suất trong buồng thất trái. Chúng ta hãy tập làm quen với các dạng đồ. Thì trước hết sẽ đi dài theo cái chu chuyển tim mà đã được giới thiệu ngay từ đầu. Ở ngay khúc đầu mình khởi đầu với là thu nhĩ thì nó sẽ nằm ở khoảng này. Như vậy là nhĩ co bóp để đẩy máu xuống thất. Thì sau khi mà co bóp đẩy máu xuống thất xong, van nhĩ thất đóng, thì tương ứng ở đây là van hai lá đóng. Tại vì mình có hai cái buồng tim phải và buồng tim trái. Tuy nhiên á là buồng tim trái đóng vai trò chính yếu trong chu chuyển tim, cho nên là các dạng đồ họ sẽ là gắn vào những cái chi tiết của là buồng tim trái. Nên từ van nhĩ thất mình sẽ gắn vào là van hai lá, hoặc là van bán nguyệt mình sẽ gắn vào là van động mạch chủ. Vậy nên ở đây sau khi mà tâm nhĩ co bóp đẩy máu xuống thất, kết thúc giai đoạn thu nhĩ là van hai lá đóng lại và nó sẽ mở ra kế tiếp, đó là giai đoạn là co đồng thể tích, tức là giai đoạn này là co gồng để tạo nên áp suất tăng. Thì mình thấy là rõ ràng là áp suất tăng từ khoảng 15mm thủy ngân sẽ tăng dần lên gần 120mm thủy ngân. Thì khi mà áp suất tăng đủ cao thì lúc này van động mạch chủ sẽ mở ra để chuyển qua giai đoạn là bơm máu, và khi bơm máu xong lúc này là van động mạch chủ sẽ đóng lại, kết thúc của giai đoạn thu thất và sẽ mở ra của giai đoạn tâm trương. Thì tâm trương đầu tiên sẽ là pha giãn đồng thể tích. Thì ở pha này là tâm thất thư giãn đẩy cái áp suất từ 120mm thủy ngân xuống gần như là 0mm thủy ngân để hút máu về, và đến lúc áp suất trong tâm thất đủ thấp thì lúc này van hai lá sẽ mở ra để chuyển qua pha máu về tim nhanh, thu được 70% tổng lượng máu. Và ráp lại ở giai đoạn đầu, đó là pha bơm máu về chậm, nó sẽ trùng với giai đoạn của thu nhĩ, và như vậy là nó sẽ trở thành một cái chu trình khép kín của chu chuyển tim. Như vậy mình sẽ có thể tích tâm thu là khi mà tổng lượng máu mà tim thu về được cuối thì tâm trương, đó là khoảng 140 hoặc 150ml, thì lúc này tim sẽ co bóp đẩy máu đi ra ngoài, thì thể tích còn lại ở bên trong tâm thất là tầm khoảng 70ml. Như vậy là mình sẽ thấy là 140ml trừ cho 70, do đó là mình có cái khái niệm giới thiệu ban đầu, đó là thể tích tâm thu tầm có khoảng 70 cho tới 80ml là thế. Một cái hình thứ hai hơi phức tạp, đó là nằm ở cái mục tiêu thứ ba. Thì trên cái hình này nó sẽ giúp chúng ta mô tả về mối liên hệ của các thành phần như là áp suất, thể tích, buồng tim, áp suất động mạch chủ, điện tim và tiếng tim trên cùng một cái dạng đồ trong một chu chuyển tim. Thì để làm quen với cái hình này thì trước hết chúng ta sẽ phải làm quen là định danh các giai đoạn trong chu chuyển tim ở trên cái hình. Thì như vậy khởi đầu chúng ta học với giai đoạn là thu nhĩ. Đây là thu nhĩ. Thì nó sẽ tương ứng với là cái giai đoạn bên đây. Trên hình chúng ta sẽ có là hai cái chu chuyển tim kế tiếp nhau. Thì ở đây sẽ là thu nhĩ. Sau thu nhĩ là tới giai đoạn là co đồng thể tích. Rồi đến giai đoạn là bơm máu ra ngoài, đến giãn đồng thể tích, tim hút máu về nhanh, tim hút máu về chậm, thì trùng lại với giai đoạn là nhĩ thu. Đó là việc đầu tiên là chúng ta phải định danh từng cái giai đoạn trên từng cái khung hình như thế này. Thì ở cái hình này, cái đường biểu diễn đập vào mắt chúng ta đầu tiên đó là cái đường màu đỏ cao. Đây là đường thể hiện áp suất của tâm thất trái. Thì áp suất này nó sẽ ở giai đoạn thu nhĩ, khi máu từ nhĩ đẩy xuống thất thì lúc này nó sẽ làm cho áp suất của tâm thất tăng lên một chút. Ở giai đoạn co đồng thể tích là mục đích là tâm thất sẽ là gồng để tạo nên áp suất tăng, thì rõ ràng là áp suất tăng lên rất là cao. Sang giai đoạn bơm máu ra ngoài thì 1/3 đầu của giai đoạn bơm máu ra ngoài là áp suất trong tâm thất tăng lên, và sau đó khi máu được tống đi ra ngoài thì áp suất trong tâm thất bắt đầu giảm dần xuống. Ở giai đoạn giãn đồng thể tích thì áp suất trong tâm thất giảm xuống rất là sâu, trở xuống và nó trở về trạng thái là thấp nhất cho đến tiếp tục cái chu kỳ kế tiếp. Thì cái đường thứ hai đối ngược lại với là cái đường áp suất trong tâm thất, đó là đường biểu diễn thể tích trong tâm thất. Thì khi nào mà là ở đây mình sẽ thấy khi ở giai đoạn thu nhĩ thì máu được đẩy xuống thất, từ nhĩ đẩy xuống thất, cho nên là cái đường thể tích được tăng lên. Sang tới giai đoạn co đồng thể tích thì giai đoạn này là chưa bơm máu ra ngoài, cho nên là cái đường thể tích này nó nằm ngang, bởi thế nó mới có tên là đồng thể tích. Khi bơm máu ra ngoài thể tích sụt giảm xuống. Ở giai đoạn hút máu về thể tích tăng lên, hút máu về nhanh, hút máu về chậm. Đi gần với cái áp suất trong tâm thất, đường gạch nối bên dưới này là áp suất trong tâm nhĩ.
thì mình sẽ thấy là áp suất trong tâm nhĩ ở giai đoạn nhĩ co áp suất sẽ tăng lên, và sau đó là áp suất sẽ quân bình, không tăng nhiều, không có sự thay đổi quá rõ rệt. Về cái đường ở gạch nối ở phía bên trên này, nó là đường áp suất của động mạch chủ, thì mình thấy là áp suất của động mạch chủ nó nằm ở cái đường tương đối là phẳng phẳng, nó chỉ tăng lên khi mà có cái lượng máu từ trong tim đẩy vọt đi ra động mạch chủ, làm nên một cái đường biểu diễn tăng lên. Khi so sánh các chu chuyển tim trên cái điện tâm đồ thì chúng ta kiểm tra lại với những cái khái niệm lúc nãy, thì mình sẽ thấy là ở giai đoạn thu nhĩ được diễn tả là xảy ra ngay sau sống B. Thì ở đây ha, ở giai đoạn thu nhĩ xảy ra khoảng giữa sau của sống B, ở giai đoạn mà co đồng thể tích sẽ xảy ra ở đỉnh sống R thì tương ứng với đỉnh sống R, hay là ở cái giai đoạn khác nằm ở sau sống T, vân vân. Thì tương tự như vậy, chúng ta có thể kiểm tra lại ở cái tiếng tim T1 nó sẽ nằm ở giai đoạn nào, tiếng tim T2, tiếng tim T3. Tuy nhiên cái tiếng tim T4 thì khá nhỏ nên là trên cái hình họ không có vẽ. Nhưng nếu như mà chúng ta dùng cái phương pháp là âm thanh đồ, tức có nghĩa là quét đại cái âm thanh lên, thì trong cơ thể con người sẽ có hiện diện đủ 4 tiếng tim T1, T2, T3, T4. Cung lượng tim. Cung lượng tim được định nghĩa là lượng máu mà tim bơm ra ngoài động mạch trong một phút. Và nó sẽ được tính bằng công thức là lượng máu do tim bơm ra trong một nhịp nhân với số nhịp trong một phút. Thì lượng máu do tim bơm ra trong một nhịp đó chính là cái khái niệm của thể tích tâm thu, hay mình gọi là thể tích nhát bóp stroke volume. Thì lúc nãy mình có là thể tích tâm thu là từ 70 cho tới 90 ml, như vậy là lấy trung bình là 80 ml. Cái số nhịp trong một phút bình thường là khoảng 70 ml ở 70 lần trên phút. Như vậy nhân ra chúng ta sẽ có cung lượng tim tầm cỡ khoảng là 5-6. Do đó ở một người khỏe mạnh bình thường thì cung lượng tim nó sẽ dao động từ khoảng 5 cho tới 6 lít trong một phút. Cung lượng tim nó sẽ thay đổi. Có một số những cái thay đổi sinh lý ảnh hưởng tới cung lượng tim, như khi mà lo lắng kích thích cung lượng tim sẽ tăng, có thể tăng lên 50-100%, chủ yếu là do tăng cái nhịp tim dẫn tới là tăng cung lượng tim. Khi chúng ta ăn uống, cung lượng tim cũng có thể tăng lên 30%, khi vận động cũng tăng lên được khoảng 70%. Các điều kiện như nhiệt độ môi trường cao, có thai hay là những cái hoạt chất của giao cảm cũng sẽ làm cho cung lượng tim tăng. Một số những cái trường hợp làm cho cung lượng tim giảm như đổi tư thế từ nằm sang đứng đột ngột, hoặc là bệnh nhân loạn nhịp nhanh, hoặc là bệnh nhân có những cái bệnh lý nền của tim. Các yếu tố ảnh hưởng tới cung lượng tim chúng ta xét từ dưới đi lên, thì như vậy là cung lượng tim bằng lượng máu bơm ra trong một nhịp nhân với số nhịp trong một phút. Vậy nên nếu mà nhịp tim tăng thì cung lượng tim sẽ tăng, nhịp tim giảm thì cung lượng tim nó sẽ giảm. Lượng máu tim bơm ra trong một nhịp nó sẽ phụ thuộc vào độ lớn của thất trái và sự rút ngắn của sợi cơ tim. Độ lớn của thất trái, nếu như hai quả tim lớn và quả tim nhỏ, với điều kiện là cả hai quả tim đều khỏe, thì như vậy là quả tim lớn nó sẽ bơm máu ra ngoài nhiều hơn là quả tim nhỏ. Vậy là tương ứng với cái chuyện là cái bạn nam và bạn nữ, thì cái người nam cái tim sẽ to hơn người nữ, thì người nam là trung bình tim là khoảng 300 gram và người nữ là khoảng 250 gram, nên mình có là cái cung lượng tim của bạn nam sẽ cao hơn cung lượng tim của bạn nữ. Về sự rút ngắn của sợi cơ tim, chúng ta có ba cái yếu tố tác động đến, đó là tiền tải, hậu tải và cái sự co thắt của cơ. Thế thì tiền tải là gì? Tiền tải đó là cái thể tích cuối tâm trương mà tim nó có thể lấy về được, nó sẽ liên quan tới độ giãn của thất trái ngay trước khi co thắt. Tiền là đằng trước, hậu là đằng sau, tải là tải trọng. Thì như vậy là trước khi mà tim nó bắt đầu làm cái phần việc tải trọng của nó, thì cái gì ảnh hưởng tới nó đầu tiên? Đó là cái tổng lượng máu mà nó thu về được. Nếu như mà tổng lượng máu này nó thu về được nhiều, như vậy là nó phải bơm mạnh hơn để tống cái lượng máu này đi ra ngoài. Còn nếu mà tổng lượng máu nó thu về ít, như vậy nó chỉ cần bơm nhẹ nhàng cũng có thể tống được cái lượng máu này đi ra ngoài. Cho nên là ngay phía trước của cái phần việc nó làm co bóp tiền, đó là thể tích máu cuối thì tâm trương mà nó lấy về được. Còn hậu là phía sau, thì để co bóp được thì yếu tố tác động ngay phía sau của cái chuyện co bóp đó chính là áp suất của động mạch chủ trong giai đoạn động mạch chủ mở. Nếu mà áp suất động mạch chủ này cao thì buộc tim phải co bóp thật mạnh để mở được cánh cửa của van bán nguyệt. Còn nếu áp suất này thấp thì tim chỉ cần co bóp nhẹ nhàng có thể mở được cái lá van bán nguyệt ra. Thì như vậy đó là cái yếu tố định nghĩa cho cái tiền tải và hậu tải. Về phân suất tống máu, thì khi chúng ta cho bệnh nhân đi làm siêu âm tim thì kết quả trả về chúng ta hay lưu tâm tới cái EF, tức là phân suất tống máu. Thì phân suất tống máu bình thường nó sẽ là từ 50-55%, được định nghĩa bởi tỷ lệ giữa thể tích máu bơm từ tâm thất trái với thể tích máu trong tâm thất trái cuối kỳ tâm trương. Tức có nghĩa là hiểu một cách nôm na là cái EF là cái phần trăm mà máu được bơm ra ngoài so với tổng lượng máu mà tim có được. Nên là mình sẽ tính bằng công thức EF bằng stroke volume chia cho cái thể tích cuối tâm trương. Cái này là end diastolic volume. Vậy nên chức năng bơm máu của tim, chúng ta có những điểm gì cần lưu ý? Thứ nhất là chu chuyển tim gồm có hai cái giai đoạn tâm thu và tâm trương. Chúng ta sẽ học từng giai đoạn nhỏ trong đó sẽ có những cái phần nào cần lưu tâm. Có 4 tiếng tim, bình thường chúng ta chỉ có thể nghe được T1 và T2. Thể tích tâm thu là lượng máu bơm ra trong một nhịp, cung lượng tim là lượng máu do tim bơm ra trong một phút và được tính bằng cái stroke volume nhân cho với cái nhịp tim. Và phân suất tống máu là EF sẽ tính bằng công thức là stroke volume chia cho cái thể tích tâm trương của thất trái. Tài liệu tham khảo thì chúng ta sẽ có tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt trong sách sinh lý học của bộ môn sinh lý bệnh miễn dịch, và các tài liệu tham khảo tiếng Anh dựa theo hai quyển kinh điển của sinh lý, đó là quyển Dayton và quyển Ganong. Xin chào và chúc các bạn thi tốt.